kê về đồ thời trang nữ thôi. Cảm ơn Nguyễn Nguyễn nhá. Quảng Ninh chơi đi anh nhỉ. Ok em nhá. Anh cũng thích người Quảng Ninh vì cũng là bên ngoại anh ở Quảng Ninh mà. Ngoại anh ở Quảng Ninh thì cũng là năm bé nhỏ tuổi thơ của anh hay ra Quảng Ninh chơi. Cảm ơn bất động sản nhá. Trân trọng tình cảm của bạn nhá. Ngày nó trôi đi hơi nhanh tí, mọi người thông cảm nhé. Có nhiều cái tình cảm mà nó không đọc kịp thì thông cảm. Địa chỉ cửa hàng ở đâu Kiến An với anh? Cũng ở Phan Đăng Lưu Kiến An em nhé. Rồi anh ở Bắc Sơn Kiến An nhiều lắm anh. Và anh nhiều cơ sở đó. Còn cái trang của vợ anh là trang Tenno. Cảm ơn anh Xuân 19 nhá. Có về Vinh Nghệ An chơi nữa không anh? Sẽ về nhiều em nhá, em sẽ về thường xuyên em nhá. Đấy, đây là cái nơi mà mình ở và tồn tại mấy chục năm qua, là đây là cái nơi này, chính nơi này là nơi mà mình dù có đi đâu, dù có làm gì thì về nơi này vẫn là sự ấm áp. Còn xã hội thì nó rộng lớn lắm. Mình ở tất cả các nơi rồi, nhưng mà chỉ có cái nơi mình đang ngồi đây là cái nơi này, là cái nơi nó ấm áp nhất. Ok, đúng rồi nhá, Hữu Trung nhá. Người Nghệ An thì tình cảm, sống tình cảm. Có chưa có sao. Và nói được làm được. Đó là người Nghệ An mình cảm nhận được điều đó. Từ những năm 2002 rồi, chứ hỏi đến bây giờ. Cái sự đoàn kết của người Nghệ An cũng là một cái điều mà phải đáng để lòng đấy. Ừ, Thiên Ân này, em ơi. Em suy nghĩ như vậy em đã thua người ta rồi. Đó là cuộc sống mỗi người mỗi việc em ạ. Còn không biết này, em sinh ra là vạch đích hay là chạm vạch xuất phát. Mà em thì nói những câu nghe nó. Vinh chào bác, cảm ơn em nhé. Cảm ơn anh em 37. Chúc anh em 37 một buổi tối muộn thật là vui vẻ nhé. Tất cả anh em đang còn đang nghe nhạc, tầm này vẫn đang nghe nhạc thì chơi vui vẻ. Lộ địa chỉ sợ quá. Sợ quá. Chắc bây giờ mày biết tao hay là mày muốn thể hiện. Tao thì vẫn là 326 Phan Đăng Lưu Kiến An, Hải Phòng. Cửa vẫn mở. Nhà vẫn có người ở đó. Giấy bút có sẵn này. Và muốn làm đơn hay làm gì thì có sẵn giấy bút luôn. Viết luôn. Tường trình luôn. Làm nhanh nhanh lên nhá. Má tao chờ lâu tao mệt lắm. Tao tính là có thích ngay và luôn, lâu mệt lắm. Sợ thật.
Cái gì đấy, hiệp 1990, tại vì nó trôi quá nhanh quá. Nó nhiều quá, nó trôi quá, nó nhanh, nhiều kiểu, nhiều con vợ ấy, lao vào để đớp cho kịp ấy, hiểu không? Thế đâm ra nó trôi hết những cái bình luận tốt của anh em đi. Và những cái con vợ mà lao vào gọi là, mình gọi là bình luận xấu thì mình gọi là từ đớp ấy. Đớp nhanh ấy, hiểu không? Không sợ nó chìm xuống. Cảm ơn Đinh Khắc Hiếu nhá. Trân trọng tình cảm của bạn nhé. Cảm ơn Sim đẹp Hải Phòng. Cảm ơn Sim đẹp Hải Phòng nhé. Cảm ơn tình cảm của bạn nhé. Trân trọng. Nguyễn Thuận, cảm ơn bạn nhé. Trân trọng tình cảm của bạn nhé. Đó, anh em lên giao lưu này gọi yêu quý hơn. Cảm ơn thắng con. Chứ còn đâu mà phải thể hiện với lại gì vào trong bình luận làm gì. Anh em cứ cho đi thì đồng nghĩa vấn đề anh em sẽ nhận lại. Không phải thiết là anh em dành cái tình cảm cho mình mà mình phải dành tình cảm lại, không. Không cần phải điều đó. Sẽ có người khác người ta dành cái tình cảm đó cho anh em. Cảm ơn thắng con nhé. Cũng như mình thế thôi. Mình dành tình cảm cho các anh em mình thì đâu cần nhất thiết là những anh em mình sẽ phải dành cho mình hay là trả cho mình cái ân tình đó, đó. Không cần. Thì sẽ có nhiều người khác người ta không biết đến mình, người ta cũng không chơi mình, nhưng mà một lúc nào đó sẵn sàng người ta dành cái tình cảm đó cho mình. Cảm ơn Thùy Trang nhé. Cảm ơn người phụ nữ bên mình nhé.